chào anh em nhé. Hôm qua thấy hồ Dương Văn Bé thả cá thì hôm nay lại đến để đánh nổi. Anh em đến sớm lắm. Yeah. Có anh Tùng này, Quân Béo này. Mấy anh em đã đến rồi. Ui, toàn đánh nổi rồi. Hôm nay mình phải đến test. Đây. Nổ dây à? Cái dây này ấy rồi. Cá đớp nổi luôn này. Ông này giật phát đóng phát mất. Nổ dây luôn này. Đớp nổi nổ dây rồi. Vai trưởng. Đánh thế chơi bời dê. Rồi, giá cần chơi thôi anh em ạ. Nhìn có vẻ sốt lắm rồi. Cá ăn nổi là phê rồi. Đấy. Ôi giời ơi, ôi đuổi, đỡ hai phát liên tục kìa. Ơi lại trượt. Ơi lại đỡ tiếp. Vãi thật. Đỡ hai phát liên tục. Cái dị thật. Cái loại lổi mà không lổi lưng nữa. Ừ. Ui nhiều lắm. Úi giời. Chết. Nhiều lắm. Úi giời. Chết. Đây rồi. Đây rồi. Anh Tùng ơi. Đấy, thay con nhái khác là ngon ngay. Úi dồi ôi. Ra đớp luôn. Ui ồ. Anh em như ai? Đấy thế mới về. Do con mồi thôi em. Không, của ông cũng nhắm về 5 anh ạ. 7 gram. Đây rồi. Đây rồi. Ai da. Đi kiểu ta dây lại đấy. Không, nó nhả. Nó nhả luôn anh. Lúc anh thu dây ấy, anh thấy nó chạy ở bên trái thì anh nghĩ là nó ngậm rồi. Sướng à, sướng. Quả đấy mà thằng em lên cá thì mặt lại nghệt ra. Đéo lên cái cười ngay hiểu không? Thích. Cái này nó còn ăn, xả nó còn ăn nữa. Đáng được hai cái đấy là lên clip đẹp lắm đấy. Em không quay, em không quay được đâu, nào phải đeo một cái đeo vào người. Mua gì? Đấy, đánh lửng phát lên hàng ngay.
tổng này. Úi giời ơi. Tổ nó nhìn lên. Tí nữa nó béo. Ôi. Cá dị nhỉ. Con du lu ạ. Vãi lều thật. Ôi to thế. Đánh lửng cái lên hàng ngay. Vãi thật. Thôi lại chui vào lều đánh lửng thôi. Ơ sao quần anh lại bật đèn này kia? Điện thoại anh bật đèn sao kìa? Cái ô ở dưới anh Tùng ơi. Mưa rồi. Dưới kìa. Mang cho anh chỗ. Anh Tùng ơi, ô ở chỗ đi xuống qua, đi qua cái nhà đấy. Qua nhà có ô. Kinh nhờ. Hàng luôn. Bắn vào mặt. Sao ơi? Ủa sao con này sao nó cứ cùn ấy nhỉ? Ai con này công nhận mẹ thích con này thật. Nè. Hunter V4. 5 Fortune, Fortune V5. Làm vừa giống như 4 Hunter. Nó chạy hơi vui. Vừa đánh hay. Đấy, làm hết rồi. Mưa ăn thua gì, mưa này. Đánh lửng phát lên hàng ngay, kinh thật. Không được đâu, con này chắc xuống nước 10 phân. À. Nhấp nhấp à? Ôi giời ơi. Đóng thế mà bong. Nhờ. Rẻ nhưng mà trọng lượng nó lại ít. À trọng số con nó lại ít. Cái chính là cái tâm lý. Đây rồi. Đây rồi. Bắt máy. Đây rồi. Anh Tuấn ơi. Anh câu kiểu gì đấy? Tỏ thế. Con nào ra con đấy luôn. Lưỡi của anh đâu sướng nhỉ? Không phải lưỡi nó sướng mà là cần nó sướng. Của anh ban tâm ở hát thì của anh ban tâm ở phê.
chim luôn này. Ảo thật. Ui tai nạn em ạ. Vãi là còn tai nạn nữa thì chịu hẳn rồi. Ui giời. Vòng giữa người luôn. Lạ nhỉ. Chẳng hiểu trường hợp là kiểu gì. Nó đớp xong nó lại lao ra. Dị nhỉ. Chết rồi.